Mến chào khán giả đến với chuyên mục Công đoàn và Công nhân lao động do Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời khán giả cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật gần đây của các cấp công đoàn trong tỉnh. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng vừa sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thời gian qua, công đoàn các khu công nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở cũng phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi đoàn viên, hưởng ứng tháng công nhân gắn với tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022. 6 tháng cuối năm 2022, công đoàn các khu công nghiệp tập trung triển khai thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp đem lại phúc lợi cho đoàn viên người lao động, thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Công đoàn viên chức tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022 với sự tham gia của trên 100 đoàn viên người lao động và tình nguyện viên tham gia hiến máu. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội được lan tỏa đến đoàn viên người lao động và mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức như qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, fanpage đơn vị và đã thu hút được đông đảo mọi người hưởng ứng tham gia và đăng ký hiến máu. Kết quả đã nhận được 123 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh. Đây là một hoạt động ý nghĩa góp phần giúp đỡ người bệnh trong việc điều trị, nhất là các trường hợp bệnh nặng, phẫu thuật cần nhiều máu trong bối cảnh ngân hàng máu đang khan hiếm như hiện nay. Công đoàn viên chức tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức hội thao công chức viên chức người lao động năm 2022 với trên 500 vận động viên đến từ 50 đội thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia. Hội thao gồm 3 môn thi đấu: bóng chuyền hơi nam nữ, nhảy dây tập thể và cờ caro tập thể. Sau lễ khai mạc, các vận động viên bắt đầu tham gia thi đấu ở các nội dung. Đối với môn bóng chuyền hơi nam nữ, thi đấu loại trực tiếp theo thể thức 3 ván thắng 2, mỗi ván thi đấu 15 điểm. Đối với môn nhảy dây tập thể, mỗi đội có 1 phút để thực hiện phần thi, đội nào có số lần thực hiện nhiều hơn sẽ được xếp trên. Đối với môn cờ caro tập thể, mỗi ván đấu là 5 phút, hết 5 phút không xác định đội thắng thì ban tổ chức tiến hành bốc thăm để xác định đội thắng. Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cho công chức viên chức người lao động, đồng thời tăng cường sự đoàn kết giao lưu học hỏi giữa các đơn vị. Quý khán giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời dạy đến mọi tầng lớp nhân dân rằng thi đua là yêu nước thì phải thi đua, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong từng lĩnh vực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Thời lượng tiếp theo của chuyên mục sẽ dành để phản ánh đến quý khán giả về sức hút, sự lan tỏa cũng như là những kết quả mà phong trào này mang lại cho thực tế đời sống hiện nay. Mời khán giả chúng ta cùng theo dõi. Lao động giỏi, lao động sáng tạo là một trong những phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Trong những năm qua, phong trào luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh hưởng ứng tích cực, qua đó đã khuyến khích động viên công nhân viên chức người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và lao động sản xuất mang lại hiệu quả như giảm chi phí, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công việc, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển cũng như giúp cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 6 tháng đầu năm nay, Liên đoàn Lao động thị xã Ngã Năm có 112 đề tài sáng kiến kinh nghiệm và 3 công trình đăng ký. Liên đoàn Lao động huyện Cù Lao Dung có 1.400 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức đăng ký các đề tài giải pháp sáng kiến kinh nghiệm. Trong đó có 830 đề tài sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học và 85 công trình được đăng ký. Công đoàn viên chức phát động đăng ký thi đua với 1 giải pháp, 2 mô hình, 1.787 sáng kiến trong công tác. Nổi bật trong thời gian qua phải kể đến chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và triển khai rộng rãi đến các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Kết thúc giai đoạn 1, toàn tỉnh có 2.822 sáng kiến của đoàn viên người lao động tham gia chương trình, đạt 282,2% chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn và vượt 822 sáng kiến so với kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đạt 141,10%. Nhờ được sự quan tâm động viên từ cơ quan đơn vị doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, ngày càng nhiều đề tài sáng kiến của công nhân viên chức lao động được đưa ra và ứng dụng vào thực tế để nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. Điển hình như chị Trần Quỳnh Mai Trang, nhân viên kỹ thuật xí nghiệp xử lý chất thải rắn, công ty cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng, với sáng kiến ứng dụng ruồi lính đen vào xử lý rác hữu cơ tại xí nghiệp liên hợp xử lý chất thải rắn.
Sáng kiến đã được thực hiện với quy trình hoàn thiện và sáng tạo các trang thiết bị cần thiết để áp dụng, vận hành hiệu quả tại đơn vị. Việc sản xuất và cung cấp thử nghiệm các sản phẩm cũng đã được tiến hành trong khoảng thời gian thực hiện sáng kiến và thu về hơn 11 triệu đồng từ việc bán thử nghiệm các sản phẩm. Việc ứng dụng ruồi lính đen vào xử lý rác hữu cơ đã góp phần đáng kể trong việc gia tăng đa dạng và cân bằng sinh học, và nhờ việc thu hút được nhiều quần thể thiên địch của ruồi mà gây hại, từ đó góp phần hiệu quả trong việc hạn chế sử dụng hóa chất. Từ khi ứng dụng ruồi lính đen vào xử lý rác hữu cơ kết hợp với các biện pháp xử lý phù hợp, mỗi năm xí nghiệp tiết kiệm được trung bình khoảng 200 triệu chi phí hóa chất diệt ruồi nhà. Vừa qua, sáng kiến hữu ích của chị Trang đã đạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ 12 năm 2020-2021. Sau khi mà mình hoàn thiện được cái quy trình đó, thực hiện các cái thí nghiệm thì mình thấy là một ram trứng ruồi lính đen thì có thể xử lý được khoảng 10 kg rác hữu cơ và mình thu lại được 1 kg ấu trùng trong khoảng thời gian là 18 đến 20 ngày. Mình tái tạo được cái nguồn rác hữu cơ mà mình thu từ các cái nhà máy chế biến đó rồi về mình xử lý. Có thể nói sự vận động quan tâm triển khai hiệu quả phong trào của các cấp công đoàn trong tỉnh luôn là động lực để công nhân viên chức lao động tích cực hăng hái tham gia, lập thêm nhiều thành tích, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Để phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên công nhân viên chức lao động phát triển hơn nữa, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện kế hoạch số 32 ngày 1 tháng 7 2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh về phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 14 ngày 15 tháng 3 2022 của Ban Thường vụ tỉnh phát động phong trào thi đua trong đoàn viên công nhân viên chức và các cấp công đoàn năm 2022. Đối với khu vực doanh nghiệp, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên người lao động là thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vận động công nhân lao động tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với khu vực hành chánh sự nghiệp, với phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt, tiếp tục vận động cán bộ công chức viên chức người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo nghị quyết, kế hoạch của tỉnh. Hướng phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua của công đoàn với việc tham gia thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống của người lao động ở doanh nghiệp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn. Quan tâm tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua nhằm đánh giá toàn diện các ưu điểm, hạn chế để đề ra giải pháp tổ chức phong trào hiệu quả hơn. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, phát hiện giới thiệu các gương điển hình tiên tiến có sức lan tỏa sâu rộng với công đoàn cấp trên, với chính quyền, người sử dụng lao động để vinh danh giới thiệu nhân rộng. Phối hợp và kịp thời tham gia ý kiến với người sử dụng lao động, khen thưởng đối với đoàn viên, người lao động có sáng kiến làm lợi thiết thực cho doanh nghiệp. Đồng thời, gắn với vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động tích cực tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 ngay trong năm 2022. Với nhiều mô hình hay cách làm có hiệu quả, phong trào đã góp phần khơi dậy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần vượt khó của công nhân viên chức lao động.
Tin tưởng rằng trong thời gian tới, phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo sẽ ngày càng lan tỏa đến nhiều đoàn viên, công nhân viên chức lao động để có nhiều hơn nữa sáng kiến, góp phần cho sự phát triển của tỉnh nhà nói chung cũng như đưa phong trào thi đua của tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Chuyên mục kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.